được đắm mình trải nghiệm đứng trên bon tàu cao tốc, ngắm nhìn trời mây non nước xanh bao la đó, một trải nghiệm thật là thú vị luôn đó cả nhà. Đi tàu cao tốc mà lên mấy cái cảnh như vậy nè, đi lên tàu cao tốc chụp hình ngắm cảnh đẹp. Đúng rồi, nhưng mà đi lên đây mình phải cẩn thận nha, ai có nón thì giữ nón nha, ai có tóc thì giữ tóc nè, để tóc có bay không còn cái gì. Nói chung là lên đây thì rất mình đó, các mọi người đi lên đây thì cẩn thận những cái gì mà nó dễ bay. Hello hello cả nhà ơi, bây giờ bắt đầu một cuộc hành trình mới. Thì đến hẹn lại đi, hôm nay Khánh Thành sẽ đưa cả nhà mình đến một đảo ngọc được mang tên là Phú Quốc nha cả nhà. Ơi, bây giờ mình tới phà tàu cao tốc nha cả nhà. Đây. Mình đi từ hôm qua 8 giờ tối đó, mà bây giờ là mấy giờ ta? Coi thử coi mấy giờ bo? Bạn con có cầm điện thoại rồi. 9:30 mới tới cảng An Thới vì quá kẹt xe. Vào những cái ngày lễ như thế này thì quá kẹt xe luôn. Cầu cảng số 4. Bây giờ mình quay qua đây nè. Đó, đông hồng cả nhà ơi. Từ đất liền mình muốn ra đảo Phú Quốc thì có hai bến tàu để mình lựa chọn, đó là bến tàu Gạch Giá của tỉnh Kiên Giang và tàu thứ hai đó là tàu An Thới của Hà Tiên cũng của tỉnh Kiên Giang nha cả nhà. Đây tiếp cuộc hành trình với người đẹp gì Vĩnh Long. Sao mình tàu nào vậy? Đi xuống chưa? Thì vào những ngày lễ như thế này thì đảo Ngọc là nơi mọi người đang hướng tới. Nên hôm nay khi mình đi đến đây thì cái bến tàu rất là đông luôn cả nhà ơi, coi nè. Khách đi du lịch nhà, đi tham quan nơi đảo Ngọc Phú Quốc này thì ôi, hôm nay thì đông nghẹt luôn. Nói bây giờ mình xuống tàu ngay cả nhà. Thì cả nhà hãy cùng theo chân và đồng hành với Hiệp Khách Thành đi du lịch ở đây cũng như là khám phá trải nghiệm để thưởng thức những cảnh đẹp của Việt Nam ta. Lúc mặt con quá nãy giờ trời ơi. Đến đảo Phú Quốc thì tầm 45 km, thì mình đi trong vòng 1 tiếng 15 phút cả nhà. Còn nếu như mình đi bến cảng Gạch Giá thì 2 tiếng 10 phút, tại vì nó là 120 km. Chính vì thế mà mọi người lựa chọn đi cảng tàu cao tốc An Thới hơn là đi tàu Gạch Giá Kiên Giang đó. Thì Hiệp Khách Thành chia sẻ để cả nhà mình biết, để có dịp mình đi đến Phú Quốc thì mình lựa chọn tàu nào mình đi cho nó hợp lý. Thì vé tàu hôm nay mình đi là 250 tàu cao tốc. Còn nếu mình đi phà nó còn có một sự lựa chọn khác đó cả nhà, nó đẹp là chỉ có 185k thôi, xe thì 80.000 một chiếc. Trẻ em khi mình đi tàu cao tốc thì là từ 6 tới 11 tuổi là không tốn tiền nha cả nhà, nhưng ghế thì không được ngồi riêng, phải ngồi chung với cha mẹ đó. Thì Bích Thành chia sẻ đến cho cả nhà mình biết là như vậy. Phía sau này cũng có toilet rồi nè. Mình lên tàu cao tốc, đây là tàu cao tốc. Đây là lối thoát hiểm. Mình đi du lịch tour như thế này cũng rất là tiện, khi việc lên tay xe hay là xuống tàu thì mình không cần phải lo thủ tục gì hết cả nhà, vì đoàn người ta sẽ lo hết, mình chỉ có việc đi đến nơi ăn uống và vui chơi ngắm cảnh du lịch.
Và đây cũng là lần đầu tiên Hiệp Bích Hành bước chân lên đến bến tàu cao tốc của cảng An Thới, cũng như là lần đầu tiên Hiệp Bích Hành đi tàu cao tốc. Thì hôm nay mình sẽ đến đây mình chia sẻ hết cảnh trên tàu cao tốc để cho cả nhà mình có dịp đi đến thì sẽ không phải bỡ ngỡ khi một cái nơi mà mình chưa từng đến, chưa từng đi nghe cả nhà. À, thì mình sẽ chia sẻ thật là kỹ để cho cả nhà mình nếu có một dịp nào đó mà mình đi đến du lịch bằng tàu cao tốc của cảng An Thới thì mình sẽ nắm rõ từ chi tiết, từ nhà vệ sinh cho đến mình sẽ đi đâu và làm gì. Cảm ơn cả nhà và cả nhà hãy cùng theo dõi video của Hiệp Bích Hành nghe cả nhà. Đây, này xin luôn. Thì bon tàu trước hay bon tàu sau gì đều có nhà vệ sinh nên đến đây cả nhà mình cũng sẽ không cần phải khó khăn tìm kiếm nha cả nhà. Tàu Super Đông này thì được đóng tại Malaysia và có 2 tầng và 4 khoang đó cả nhà. Sức chứa của tàu là 306 hành khách trên một chuyến đi. Vận tốc tàu chạy là trung bình là 26 hải lý một giờ. Thì theo quy định thì tàu gầy bến cảng được 15 phút thì thuyền trưởng sẽ mở khoang tàu trên cùng để cho mình lên cabin thưởng ngoạn ngắm gió trời mây biển cả bao la đó cả nhà. Bây giờ mình sẽ lên đây và mình quay cho cả nhà mình xem cái cảnh ở trên cabin này khi mà tàu cao tốc chạy ra ngoài biển nha cả nhà. Coi xem thế như thế nào. Giờ mình cũng rất là nhiều người đi ra đây để người ta ngắm biển như chụp hình này cả nhà. Đó, rất là đông luôn. Ra bon tàu. Buồn quá. Lần trước mình đi Nam Du thì mình không đi tàu cao tốc, mình đi tàu bình thường. Cho nên thành ra nó có chút gì đó nó xây sóng, xây gió. Còn lần này mình đi tàu cao tốc thì mình nói cho cả nhà mình biết là nó chạy rất là êm ả, giống như là trên biển mà không có một miếng sóng gió gì đó cả nhà, rất là bình thường luôn. Nếu những anh chị em nào mà có bị xây sóng thì cũng đừng có lo, mình có thể trải nghiệm đi đến Phú Quốc bằng tàu cao tốc là yên tâm nhất luôn, không hề lắc lư gì cả. Đó, bây giờ mình sẽ ra đây mình chụp hình cho con mình nè, con mình nó phái lắm cả nhà ơi. Nhìn mà quá mê chưa, trời ơi coi kìa. Mọi người mà đi lên cái tàu cao tốc mà đi lên trên cái khoang này thì thôi là hết sảy con mà bảy luôn rồi. Nhìn thấy mê quá, gió mát quá. Lúc đầu mình đi lên đây mình cũng sợ cả nhà, mình cũng không biết như thế nào. Nhưng bây giờ mình lên đây mình mới cảm thấy hết thở cái không khí gió mát của biển, mình cảm thấy rất là thoải mái, rất là mát luôn. Nhưng mà gió lắm nghe cả nhà. Thì mọi người đi ra đây thì cũng cẩn thận những cái thứ gì dễ bay cả nhà. Không biết mọi người có mê hay không chứ Hiệp Bích Hành nhìn thì thấy quá trời mê luôn rồi. Trời ơi, cái cảnh nó đẹp gì đâu mà gió thì nó mát. Đó, cả nhà nhìn thấy rất là nhiều người lên trên này luôn để ngắm biển cũng như là thưởng thức cảnh và sau khi chụp hình. Nghe nói là lên trên này vừa xa vừa gió rất là đáng sợ, nhưng mình lên đây mình thấy lúc đầu thì cũng hơi bỡ ngỡ và cũng hơi sợ tí, nhưng mà lên đây bây giờ tự nhiên thấy gió nó thổi vào người thì nó làm cho mình cảm thấy rất là dễ chịu, rất là mát và cũng không có gì đáng sợ cả nhà. Nhìn từ xa nè, lá cờ của Tổ quốc tung bay phất phơ giữa biển trời bao la, quá trời nước thì tung bọt trắng xóa, nhìn nó đẹp gì đâu. Xa xa kia là những cái biển đảo kìa cả nhà. Ôi nó mê, ôi trời ơi nó mê gì đâu mà nó mê, thèm chảy nước miếng luôn. Yeah.
rất là nhiều anh chị em ở đây. À, sau khuya mọi người một máy, mọi người một máy, tay trái tay phải chụp qua chụp lại. À, ai cũng lên đây là không thể nào mà không chụp hình, không chụp ảnh, cũng như mình cũng lên làm vài chục mô, vài chục boy rồi. Xin chào cô chú, xin chào cô chú. Mình lên đây thì gió thổi rất là mạnh, rất là lớn luôn cả nhà, mình nghe nó hù 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 luôn nè cả nhà. Đó. Nhưng mà nó rất là mát luôn. Thì nhân dịp này Hiệp Cái Thành sẽ đi một chuyến biển đảo Phú Quốc, sẽ làm một chuỗi xe ghi về một số cảnh đẹp ở nơi Phú Quốc gửi đến cho cả nhà mình xem, để cả nhà mình có dịp thì đi ra đảo Phú Quốc này nghỉ dưỡng hay là du lịch. Thì hiện giờ là Phú Quốc là một cái hòn đảo ngọc đang hot nhất hiện nay đó cả nhà. Đó, thì hôm nay là rất là nhiều người đông đi ra để ra đến đảo Phú Quốc này cả nhà. Thì mình sẽ chia sẻ lại những cảnh đẹp của chuyến đi cũng như là những điều thú vị khi mà Hiệp Cái Thành đến đi du lịch. Hôm nay thì mình đi là 3 ngày 2 đêm nha cả nhà. Đó. Thì mình chia sẻ cho cả nhà mình biết luôn là mình đi tour thì giá nó chỉ có 2.999.000. Đó thì tầm là 3 triệu cả nhà. Mình đi như vậy thì mình khỏi phải lo khách sạn ăn uống gì cả. Thì đoàn sẽ lo hết. Mình chỉ có việc lo đi chơi thôi. Thì nếu như cả nhà mình đi tàu cao tốc mà không có lên trên cái bon tàu trên cùng này thì là một điều vô cùng đáng tiếc cả nhà. Lúc đầu mình lên đây mình cũng sợ, nhưng bây giờ mình chia sẻ cả nhà mình biết là không có gì sợ cả, rất là vui, rất là thú vị, rất là mát, rất là thích luôn. Rồi sau 1 tiếng 15 phút thì tàu chuẩn bị cập bến, thì Hiệp Cái Thành cũng sẽ mời cả nhà lên bến đảo Phú Quốc và mình tiếp tục cuộc hành trình du lịch những nơi đầy hứa hẹn của đảo ngọc này. Cả nhà nhìn thấy là mọi người cũng rất là nôn nao luôn, khi nghe nói tàu cập bến thì ai cũng đứng dậy và nôn nao đi đến cái đảo mà mình đang mơ ước đây.
còn hai người. Thì cảng hôm nay người ra đảo du lịch cả nhà thấy quá rất là đông luôn. Đó, rất là nhiều người mê cái đảo này, rất là thích đến cái đảo này để khám phá trải nghiệm du lịch. Đó, đông hết cả nhà. Mình sẽ quay một vòng ở bến cảng tàu Phú Quốc nha cả nhà. Bây giờ mình đã bước ra tới Phú Quốc rồi. Thì mình chuẩn bị chuyến hành trình của đoàn. Đó, thì hướng dẫn viên đứng ở trên này cầm cái cờ đón những người khách của mình. Đó. Cả nhà thấy không? Đó cái lá cờ xanh 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 đó. À, để đầy đủ và tập hợp lại và đi đến một cái xe để mà mình chuẩn bị đi đến những cái điểm du lịch mới nha cả nhà. Con bỏ ăn rồi đi. Bây giờ có hai phương án cho chị đi nè. Một á là chị đi chiếc xe điện này. Là 10.000 một người. Còn không á là mình đi bộ đi ra bãi xe giùm em. Đi cái phương tiện này cũng được nha. Nhưng mà mình đi cái này có tới chỗ mình không? Có đúng cái xe điện thẳng ngay chân bãi xe luôn. À vậy hả? Đúng rồi. Đi xe điện đi. Rồi cũng đi xe điện đi bộ cũng được nha. Vậy hả? À, chắc tôi đi bộ á, nó dắt trong cái cờ rồi nó đi xe. Em đi bộ đó, còn nhớ đi xe em sẽ nhắn cho sợ thôi. Không, qua đây đi bụi đời quen rồi, không có mệt. Rồi. Chấp nhận chơi lỡ mệt thật. Đôi khi có nhiều người nói sao đi xe điện có 10.000 à. Thôi mình cứ nói chứ ai đi gì đi nói vậy. Xe điện nghe cả nhà, thì mình đi xe điện mình di chuyển từ bến tàu Phú Quốc đến bến xe của mình là 10.000. Đó, và mình cũng đi trải nghiệm xe điện để cho cả nhà mình xem. Đó, còn cả nhà mình không đi xe điện thì cũng lội bộ từ đây đến bến xe cũng gần. Đó, khoảng tầm hơn 5 phút gì đó. Đó, thì đi bộ thì hơi không kịp mỗi giờ, nhưng mà ngồi xe thì chưa kịp đóng đích đó cả nhà. Đó, mình chuẩn bị mình đi nha. Đây rất là nhiều người cũng như là đoàn người đi bộ cả nhà, từ cảng Phú Quốc đến bến xe. Thì ai thích đi xe thì đi, còn ai thích trải nghiệm đi bộ thì đi cả nhà. Nó nhìn ra ngoài biển rất là đẹp luôn cả nhà ơi. Hôm nay thì thật là tuyệt vời luôn. Hello cô chú hãy cùng con với mẹ con để đi tham quan đảo Phú Quốc cực tuyệt đẹp của Việt Nam chúng ta. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
vậy như một người 10.000 nha cả nhà. Thì từ bến cảng Gạch Giá lại bến xe, xe mình sẽ chuyển về khách sạn à. Ủa nãy mình nhớ cái con bé đó mà sao giờ không thấy nó luôn á. Mình đi tour thì có những cái đoàn xe về khi đến Phú Quốc sẽ đưa đón mình. Quá trời, bữa nay người ta đi du lịch nè, người ta đến đảo Ngọc Đông á nè. Rồi bây giờ mình tiếp tục di chuyển và bắt đầu cuộc hành trình. Mời cả nhà hãy đón xem video của Hiệp Khách Hành VN. Thì cảm ơn cả nhà thật là nhiều. Chúc cả nhà mình xem video vui vẻ và thật là nhiều sức khỏe. Mình sẽ khởi hành về khách sạn lấy phòng, gửi hành lý và tiếp tục đến những cái điểm du lịch mới đẹp của đảo Ngọc Phú Quốc. Thì cả nhà hãy đón xem video tiếp theo của Hiệp Khách Hành VN nghe cả nhà. Chào tạm biệt. Cuối cùng cũng đến được đảo Ngọc Phú Quốc rồi, vui quá.